Hello cả nhà, mình xin giới thiệu với mọi người cái dòng kem mới của Angel Liquid. Đây là dòng mới có thêm niacinamide nha, nha cả nhà nha. Và cái chất này thì sẽ giúp cho làn da của mình sẽ cải thiện được vấn đề thâm nám sạm và vấn đề là không có đều màu da nha mọi người. Là dòng kem truyền trắng da rất là hiệu quả ha. Và trước đây cái dòng Lutathione này thì có ra dạng không có niacinamide, và đây là dòng mới ha. Mình quay cho mọi người thấy sản phẩm. Đây là cái check mã code của sản phẩm nha mọi người. Và date của sản phẩm rất là mới ha. Tháng 9 năm 2025. Có tem dán hẳn hoi nha mọi người nha. Dòng này có serum, có nước thần và có kem nha. Và đây là mẫu kem mới nhất của nhà Angel Liquid đó mọi người. Kem của Angel Liquid thì nó có hai dòng, tức là dòng chuyên dưỡng trắng da, còn dòng này thì là dòng đặc trị nám sạm tàn nhang cũng như là kích thích dưỡng trắng da luôn nè, do có cái thành phần là niacinamide. Đây, ở trên này nó có ghi rất là rõ thành phần của kem ha. Có Lutathione 700mg nè, rồi cấp ẩm nè, dưỡng trắng da chuyên sâu nè, đó, đồng thời là trị nám sạm nữa nè. Nhà mình muốn mua kem của Angel Liquid hàng chính hãng thì liên hệ với mình nha, vẫn theo hai số điện thoại ở trên cái card này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào mọi người ạ.